Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubborn, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it. Chào mừng anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm một đội tuyển Nhật Bản nha anh em. Đấy, mình sẽ làm một số đội tuyển châu Á nha anh em. Thì trong list này thì có mỗi Nagata thôi. Bây giờ mình lên chợ mình mua nha anh em. Đây, mình sẽ tô nhanh nha. Con đầu tiên sẽ là con Minamino, con mà đang nổi tiếng nhất của Nhật Bản hiện nay, đang chơi cho Liverpool nha anh em. Đây, chỉ có 1.5 thôi. Con Kamada đang chơi giải Đức. Con Tomiyasu đang chơi Arsenal nè, con Kubo nè, đấy, con Hasebe. Nói chung là những con nào mà over cao nhất và những con hàng mà đang đá nước ngoài nha anh em. Đấy, hầu như đá nước ngoài mà, con Sakai nè. Ok anh em, bây giờ mình sẽ chuyển sang sơ đồ 4-5-1 đi. Chơi một tiền đạo thôi. Đấy, mình có 3 con cam mà, chơi một tiền đạo thôi. Đó. Mà không chơi CDM. Mình chơi 4-5-1 đâu ta? Ở dưới nè. Cái này là 4-1-1, 4-4-1-1. Đó, ở dưới nè, 4-5-1 nè. Ôi, chơi sơ đồ này đi. Đó, nó phù hợp với Nhật Bản thôi. Ok anh em, đây. Rồi, bây giờ mình sẽ thay thế từng con cho nha. Đầu tiên là con Suzuki ST84. Lát nữa mình up lên nha anh em, chứ để bài đá yếu lắm. Con Kubo. Đấy, Kubo thẻ khá đẹp anh em. Tiếp theo là con Kamada. À, Minamino hả? Chơi Minamino trước. Còn nào cũng được. Đây, con Kamada đây. À, mình chơi Nakata anh em. Để con Kamada ở dưới vị trí CM. Đấy, đúng rồi. Con Kamada tốc độ nó nhanh hơn. Đấy, để dưới đó phòng thủ. Rồi con là mà Inui. À, nhìn chung là mấy con Nhật Bản đá bên nước ngoài đá khá ok anh em. Con LB không có, mình sẽ con thay con Tomiyasu cho anh em. Bên vị trí LB ha. CB là HCB. Đó. Tiếp theo con CB nữa là Itakura. Nói chung nhìn chung mấy tên Nhật Bản còn khá dễ đọc anh em. Sakai. Đấy. Cuối cùng con GK Kawashima. Ok anh em, bây giờ mình sẽ up lên những con nào mà dưới 100, up lên hết 100 nha anh em. Mình sẽ tua nhanh nha anh em. Đây, Kansai lên rồi. Saka chứ anh em. Itakura lên luôn. Tốn khá nhiều coi nha anh em. Nói chung là cuối mùa rồi, làm chơi chơi thôi, không muốn làm phút luôn anh em, không sao hết. Đã trải nghiệm mà anh em, đã trải nghiệm mà. Mình sẽ up hết lên cho anh em luôn. Up cái này tốn lắm nè, tốn lắm. Nói chung là mình đã làm một clip giải trí vui vui, làm mấy đội hình châu Á cho anh em. Sau cái clip này thì mình sẽ làm về Hàn Quốc, ở Australia hay là Iran gì đó. Đó, nếu mà có cầu thủ mình sẽ làm cho anh em. Đấy, lên 100 luôn. Đấy, ngon chưa? Tiếp tục nha anh em, tiếp tục cho được 100 hết nha, Kubo ha. Nói chung cái giọng mình hơi bị cảm xíu nè, không cảm nha. Đó. Rồi, tiếp tục con Suzuki, con này mới căng nè. Tốn coi lắm nè, thấy chưa? Hết mười mấy coi luôn đó, con này nữa nè. Đấy, lên rồi anh em ơi. Rồi, đã hoàn thành đội hình Nhật Bản trên 100 hết nha anh em. Đấy, bây giờ mình sẽ đã trải nghiệm vài trận, mà trận nào hay thì mình sẽ lên clip cho anh em. Đây, bây giờ sẽ trận đầu tiên cho anh em. Đối thủ vừa tầm thôi, được rồi, chứ đá quá thì không được đâu, Nhật Bản nó yếu lắm anh em, thấy khỏe yếu á. Đây, 123, 370 hả? vừa tầm anh em, nhưng mà ren là 1.2 anh em, trên 1.2 nha. Đấy, rồi trận đấu bắt đầu anh em ơi, vô thôi. Kamada, Kubo, Sakai, đấy, Kubo, mất băng rồi. Bất khâm, bất khâm, mày lắm bất khâm kỳ quá đúng rồi. Mất băng rồi. Kubo, Minamino, Kubo, Kamada, Kamada, Suzuki. Nakata mà Suzuki, Nakata anh em, Nakata. Bên này Nakata, chuyển vào. Bắt đầu. Wow, Suzuki anh em.
Đàn thắng đầu tiên nha anh em. Đây, mở tỷ số của Suzuki. Con này thì cao 1m82 thôi anh em. Hơi lùng nha anh em. Nó có một pha đánh đầu là tuyệt vời. Đấy, mới vô là nó chọn vị trí cái đánh đầu khá tốt anh em. Rồi, trận đấu là bắt đầu. Được không? Một đường chuyền dài anh em. Cho đến không được. Tomiyasu, Inui, Inui, Kamada, Nakata, Suzuki, Minamino, Kubo, Minamino. Không được rồi, đi này nó đi kêu nhưng mà không qua được hậu vệ anh em. Bắt không. Lại một đường chuyền dài nữa. Đội bạn có vẻ như thích chuyền dài anh em, thấy Nhật Bản có vẻ yếu. Inui, Inui. Có lấy Inui anh em, Inui. Chị bạn, không được rồi, mất bắn rồi. Nhật Bản thì tại hình khá nhà con nha anh em, so với châu Âu thì đè chết anh em, sát khá yếu á, nguy hiểm quá. Rowi, wow, một đều anh em ơi, Rowi một đều rồi, một pha kèm người khá lỏng để Rowi phá biệt vị văng xuống anh em. Rồi Sakai được không kịp. Minamino, Sakai, Kubo ném bên rồi. Hôm nay mình hơi cảm xíu nha nè, cái giọng hơi ấy xíu nha, nên thông cảm nha. Kubo, Nakata, đấy, Toyosimitsu, Inui, mất bắn rồi. Cái tên Nhật Bản có vẻ dễ đọc hơn mấy tên của tiếng Anh này, mấy thằng châu Âu đó, đọc cũng khó nè, nhiều lúc khó đọc. Inui, hay lắm, Kamada, Inui, vẫn là Inui anh em, Inui, mất bắn rồi, dù rất lấy bắn rồi. Một đường gì dài nữa hay vậy, sát hay tăng tốc. Camera nào đuôi theo, camera kéo vào, không được, nguy hiểm, không vào. Wow rồi, Thomas anh em, 2-1 rồi. Nhật Bản khá yếu anh em, phòng thủ khá yếu, anh đã cố gắng hết sức anh em. Itakura đã cố gắng hết sức nhưng mà không thành công rồi, nó chỉ cản đến pha đầu tiên nhưng mà pha thứ hai nó bị đội bạn đánh đầu rồi. Nhìn chung hiệp 1 thì mình thấy Nhật Bản khá yếu anh em, tỷ lệ yếu quá, thể hình thì không có cao lắm, tại những con thấp thấp mà, nhưng mà được các kỹ thuật anh em, nhưng mà kỹ thuật thì để mấy con kia nó ép sát là mất bắn rồi. Rồi tiếp tục nha anh em, camera, camera đi bắn hay lắm, camera, camera là 107 nè, số khá ổn rồi, camera với Tomiyasu nè, còn gì nữa ta, còn con nữa. Cũng một tỷ số khá ổn, chỉ được 3 con thôi, mình nghĩ được 3 con thôi. Kubo, Kubo tỷ số chạy cũng khá nhanh đó nè, nó hơi nhỏ con thôi. Ôi, nhiều quá, sút, có vào. Đó, cũng muốn có một pha bắt lấy bóng, rất hay anh em. Bắt góc. Đội tuyển Nhật Bản thì hai trung vệ rất thấp anh em, chỉ trên 1m85 thôi, chứ không có được cao lắm, chưa đứng 1m90 nữa. Kubo, 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 hay quá Nakata, một pha hợp khe cho Nakata, Nakata, anh làm gì đấy Nakata, sút, wow, hai đều rồi, quá anh em, hai đều rồi, một pha phản công anh em, phản công được từ Nhật Bản, chỉ chờ thời cơ vậy thôi anh em, chứ Nhật Bản tấn công khá khó khăn anh em, lên bàn khá khó nha, đó, hai đều rồi anh em ơi, hai đều rồi, ngon quá, Nhật Bản đã cố gắng anh em, có cố gắng. Đó, một pha phản công và Nakata đã tận dụng cơ hội ghi bàn. Lại một đường chuyền dài của đội bạn Nakata, Kubo hay lắm, Namayamino, Kamada, Kamada, Inui, Inui, đó không, Inui khá nhà con em, đây cái ta hồi xưa Nhật Bản có một con gì ta, con CB đã cho xong tân đó em, mà giờ không biết đi đâu rồi. Còn nó cao mấy 90 á, với con đá như Nhật Bản á, nhưng mà nó over thấp quá nên mình không muốn lấy. Đó, con gì nè, quên người ta, con gì anh em, anh em nếu nhớ thì bình luận dưới nha, mình đã quên mất tiêu rồi. Cũng cao mấy 90 vẫn đang đá anh em đó, là mình lấy những con nào over cao cao up cho nó đỡ tối nè, chứ up phê lắm nè, up tốn còi lắm. Ấy nó bắn rồi, camera Minamino khỏe không được rồi, Suzuki chậm quá, Suzuki up lên 100 chỉ có tốc độ 100 chưa tới 100 nữa em, chẳng nước đúc chưa tới 100 nữa, hơi yếu.
có lá trận sau mình cho Suzuki hướng dưới quá. Rồi trận đấu kết thúc rồi anh em, hai đều anh em. Nói chung là đá tỷ số khá đẹp và là giao hữu và đẹp rồi. Nhìn chung Nhật Bản thì khai cơ hội ghi hai bàn đó, cũng may mắn rồi, phản công rồi, yếu anh em, đội yếu mà tính ra vẫn yếu hơn so với đội kia anh em. Châu Âu thì to con đè dữ lắm. Thì bây giờ mình sẽ sang trận đấu thứ hai nha, xem như thế nào. Đấy, cho camera lên trên, cho Suzuki xuống dưới. Dù sao camera tốc độ cũng tốt anh em. Đấy, đội hình này cũng khá ok nè, đá vừa tầm với Nhật Bản. Đấy, một trận giao hữu khá đẹp cho anh em. Ok anh em, vô thôi. Rồi, trận đấu bắt đầu nha anh em. Rồi, chưa gì vô đây giá cả khựa mình rồi. Không sao anh em. Sao? Nó có ta, nó lộn anh em, nó lộn. ICB Minamino Suzuki Nakata Kamada một con rồi đó, khá nguy hiểm anh em, pha phản công một bàn rồi. Inui Suzuki, đúng rồi, Inui chuyển trên Suzuki, Suzuki chuyển xuống Nakata sút vào. Yes, một pha chuyển tuyệt vời anh em, một pha chuyển căng ngang tuyệt vời cho Nakata của Inui. Quá anh em, 1-0 rồi. Có vẻ mới vô trận đấu mình đã quá thật lợi anh em. Đấy, bị bỏ xa, Nakata để chốt khá hay. Nakata vẫn là một huyền thoại của Nhật Bản anh em. Nói chung là cái cầu thủ mà gì ta, rất nhớ nhà Nhật Bản hồi xưa mới lúc mà mới nổi anh em. Đó, đá nhiều câu lạc bộ nổi tiếng á. Sau này thì Nhật Bản có khá nhiều cầu thủ nổi tiếng rồi anh em. Minamino rồi, Kamada đá nước ngoài rất là nhiều rồi. Nakata, vẫn là Nakata. Chuyển qua, Kamada sút. Wow, mình đang nói về Nakata và một số cầu thủ Nhật Bản anh em, thì Kamada đã ghi bàn rồi. Đấy, thì Kamada đang đá cho bên Đức rồi anh em. Đó, đó là cái bộ phân phớt này. Đấy, khá ok, tỷ số khá tốt anh em. Thì bây giờ Nhật Bản phát triển rồi anh em ơi, Nhật Bản, Hàn Quốc rồi mấy cầu thủ răng nghĩ rắc thì mấy cầu thủ đó nước ngoài không à. Việt Nam mình cũng có một vài cầu thủ nhưng mà vẫn chưa được đẳng cấp anh em. Đó, nói chung là nhìn chung là cầu thủ Việt Nam mình thì còn phải cố gắng nhiều anh em. So với Nhật Bản, Hàn Quốc và mấy nước khác thì chỉ hơn được mấy nước Đông Nam Á thôi anh em, chứ nước đó thì quá phát triển rồi, phải cố gắng thôi. Rồi mình tiếp tục nha anh em. Hay lắm. Sky Nakata Suzuki Minamino, hay quá Kamada, một pha tuyển đẹp quá Kamada. Bertit, rồi Bertit lấy bàn rồi anh em ơi. Thì so với châu Âu thì bạn vẫn là nhỏ con quá này, đè vẫn không loại nó, thấy không? Tạm biệt đấy, ban rồi. Mình đã nhấn trước 2-0 anh em. Tỷ số khá an toàn nhưng mà biết thiệt hại như thế nào. ACB Kojimasu Minamino, hay lắm các bạn ạ. Ato Sala Yakakira, hay quá Sala, vẫn là Sala. Sala nhìn cho Yakakira. Yakakira anh em, kỳ vọng không được rồi. Có lẽ hiệp 1 kết thúc với tỷ số là 2-0 nghiêng về mình rồi anh em ơi. Đúng rồi, bây giờ mình sang hiệp 2 nha. Đấy, tỷ số là 2-0. Mình đổi sân nha anh em. Hiệp 2 bắt đầu nha anh em. Ok anh em, vô thôi. Giờ này chơi đổi sân đó em, thấy nó là lạ, chơi nó vui vui nè. Nhiều lúc sân bên đây chưa quen nhưng mà vẫn chơi ok. Vậy nhìn hay hơn em. Đấy, Sala, Sala hay quá vậy. Ken, không được. ACB đã lấy bàn rồi, hay lắm. Inui Suzuki, Inui tốc độ của Inui, vẫn là Inui em. Inui sao Inui không chuyển vào, chuyển qua hả, hay lắm. Minamino Suzuki sút, không vào. Một pha ra chân rất nhanh nhưng mà tôi muốn đỡ rồi em, hay quá. Sút vẫn nhẹ này mời, đánh đầu không được rồi. Sala, Sala Firmino, Firmino lại mất bàn rồi anh em. Nhìn chung là Nhật Bản khá yếu anh em, đè là té à. Thấy tục mất bàn rồi. Firmino đổ cho Shimizu, một pha lộn xộn dưới chân anh em, khá là tranh chấp quyết liệt. Ấy vậy, Sala, Sala sút vào. 2-1 rồi, một pha để cho Sala băng xuống cầu vệ bên cánh cánh trái anh em, quá nguy hiểm. 1-2-1 rồi. Sút vậy sao tôi muốn đỡ nổi. Nakata mất bàn rồi, nguy hiểm quá. Một đường chuyền đậu của Nakata, nguy hiểm quá.
Rồi bạn đã không muốn tận dụng cơ hội anh em. Itakira nó mới bắn rồi. Mất bắn nữa rồi. Khá yếu anh em. Bạn khá yếu thiệt chứ. Đè là té. Ấn đâu. Không vào. Một pha khá nguy hiểm anh em. Kawashima. Thiệt quá. Tìm giới sư. Mất bắn rồi, nguy hiểm quá anh em. Sala. Rồi xong hai đều rồi anh em ơi. Trời ơi sai lầm rồi. Ôi ôi Tomiyasu đã chuyển sai lầm anh em. Sai rồi. Nguy hiểm quá. Hệt tần luôn anh em. Hai đều rồi. Cố gắng lắm mới ghi bàn được hai trái. Ồ hiệp may đội bạn ra gỡ hòa rồi anh em ơi. Suzuki. Thôi cố gắng thôi. Nhìn chung Nhật Bản yếu quá anh em. Chỉ được vài câu này yếu quá. Inui. Bật bắn nữa rồi. Khá dễ bật bắn anh em. Nói chung là khá dễ bật bắn. Inui. Kamada. Nakata. Kubo. Không được rồi. Kubo có vẻ khá vội vàng anh em. Khá vội vàng rồi. Phút 87 rồi. Tỷ số đang 2 đều rồi. Có lẽ trận đấu kết thúc với tỷ số 2 đều là quá đẹp rồi. Một lần nhân trước ngon quá. Để gỡ hòa ổn quá anh em. Sai lầm. Sakai. Nam Bin. Kubo. Kamada. Suzuki. Hết giờ rồi anh em. Nhìn chung hiệp 2 mình đã có vẻ như bị đội bạn ép sân quá. Không có được lên được bắn được. Đội bạn khá yếu anh em. Hai đều mất rồi. Thì theo mình đánh giá Nhật Bản thì so với trong game á thì khá yếu nha anh em. Khá yếu. Tì đè khá yếu bị đè không à. Nên đã làm clip vui. Làm clip châu Á vui anh em. Nói chung mình niềm tự hào châu Á thì mình làm vui cho anh em giải trí nha. Đó. Nhìn chung thì cũng không mạnh lắm. Đó. Rồi anh em thấy clip này hay thì like share cho mình nha. Anh em chưa đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn em, xin chào anh em.